Chào quý chị và các bạn đã quay trở lại kênh Thu Thủy để chúng ta tìm hiểu với nhau về một cái loại bệnh mà hôm nay nó đặc biệt hơn rất cả nhiều tất cả các anh chị. Là hôm nay tôi đang ngồi ở văn phòng và tôi sẽ chia sẻ anh chị một cái bệnh mà xảy ra trên con heo của chúng ta. Đấy. Và đang là phổ biến và chúng ta đang có nhiều những cái biện pháp điều trị khác nhau. Tuy nhiên thì một số bạn là điều trị không có hiệu quả. Chính vì vậy mà hôm nay tôi mới làm cái video này để chia sẻ cho anh chị một số cái triệu chứng của bệnh tai xanh và những cái biện pháp phòng bệnh, hay còn gọi là một cái quy trình để khống chế được cái bệnh tai xanh này. Thì đầu tiên như anh chị biết, muốn biết thế nào là bệnh tai xanh thì chúng ta phải dựa trên cái con heo bị bệnh để chúng ta chẩn đoán, để điều trị, đưa ra một cái quy trình thuật để chúng ta tiêu diệt mầm bệnh. Thì đầu tiên các anh chị phải biết là phát hiện heo bị bệnh tai xanh thì nó gồm những cái triệu chứng gì. Đầu tiên thì duy nhất đầu tiên mà các anh chị để ý đó là bệnh tai xanh xảy ra ở trên mọi lứa tuổi heo, không những heo con, heo lái, heo thịt, tức là tất cả các lứa tuổi của heo đều bị. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bắt đầu có hiện tượng sốt khi mà heo bị các lứa tuổi mà bị sốt bỏ ăn. Đấy. Và cái đặc trưng của nó là nó đỏ mình, khi anh chị nhìn thấy trên da của con heo hoàn toàn lấm tấm đỏ, đỏ rực lên, các anh chị phát hiện ra. Cái nữa là vì nó gọi là bệnh tai xanh trên có biểu hiện về mặt hô hấp. Nếu như mà xảy ra ở heo sinh sản thì các anh chị sẽ phát hiện ra là sẽ rối loạn sinh sản, thậm chí có thể là sảy thai. Đây là những cái mà nguyên nhân triệu chứng mà chúng ta nhìn thấy khi mà heo bị bệnh tai xanh. Xin chia sẻ với anh chị vậy. Đầu tiên là chúng ta phải để ý là heo hay là còn gọi là lợn người Bắc chúng ta xảy ra trên mọi lứa tuổi, từ heo con, heo cai sữa, heo thịt và heo lái đều bị. Đó là cái thứ nhất. Triệu chứng thứ hai mà các anh chị để ý đó là sốt. Thứ ba nó là đỏ mình, trên mình nó có những nốt đỏ. Thứ tư là đối với những heo mà sinh sản sẽ xảy ra hiện tượng là rối loạn sinh sản, các anh chị nhé. Thì khi mà các anh chị phát hiện ra như vậy thì làm thế nào để khống chế, thì chúng ta phải làm sao cách ly ngay những cái con heo mà đã bị như vậy, hoặc là cả cái khu chuồng đấy chúng ta lên cách ly nếu mà chuồng ít, còn không thì các anh chị bắt nhốt những con heo sang một chuồng khác để tạo ra một khu cách ly tuyệt vời cho con heo để chúng ta điều trị cho nó có hiệu quả hơn. Thì vấn đề này là cái thứ nhất mà chia sẻ với anh chị. Cái để mà thực hiện tiếp theo để phòng không cho bệnh tai xanh này lây lan, thì sau khi các anh chị bắt những con heo mà đã có triệu chứng bị bệnh đi thì các anh chị phải phun sát khuẩn toàn đàn chuồng trại chúng ta, cái chỗ mà còn lại, để cho cái mầm bệnh, tiêu diệt cái mầm bệnh đi. Thì chúng ta có thể tiêu diệt bằng cái phóc môn này, iodine các anh chị mua về các anh chị tiêm. Và thứ hai là nếu mà khi mà đã bị như vậy rồi thì chúng ta làm không làm, thì xin chia sẻ với anh chị một số cái thủ thuật để các anh chị điều trị được cái bệnh tai xanh một cách mà hiệu quả cao nhất. Đầu tiên là các anh chị phải khống chế mầm bệnh, thì chúng ta chỉ có thể sử dụng được mấy cái loại kháng sinh mà hiện nay những kháng sinh cũ thì đã không thể nào có tác dụng được. Tuy có tác dụng nhưng mà tác dụng nó không được hiệu quả cao như một số loại chủng kháng sinh mới. Cụ thể như là các chị dùng tolaficin, thì các chị tiêm bắp là 1 ml cho 40 kg thể trọng, chúng ta tiêm dưới da một liều duy nhất, tiêm bắp được một liều duy nhất. Đấy. Và mỗi một vị trí thì không được cách nhau quá 2 ml, tức là chúng ta tiêm mũi thứ nhất và mũi thứ hai. Ví dụ như con mà 40 cân thì chúng ta phải tiêm 2C, đúng không? Chúng ta tiêm thế nào thì chúng ta tùy, chúng ta tiêm cho nó hiệu quả là được. Cái thứ ba là hai, mà trong khi quá trình điều trị là các anh chị khi mà đã tiêm kháng sinh thì chúng ta phải tiêm một cái loại giải độc tăng bài tiết nước tiểu cho nó đào thải những cái độc tố trong người ra, để cho các anh chị dùng có là thành phần thứ hai đó là urotropin. Cái này thì các anh chị điều trị là với 1 ml cho khoảng 5-8 kg thể trọng, và ngày chúng ta tiêm 2-3 lần. Một nữa là các anh chị phải dùng cái vitamin K để cho chống xuất huyết. Nếu mà heo của anh chị có triệu chứng bị ho rồi thì chúng ta phải dùng thêm một thành phần nữa, một loại kháng sinh nữa phối hợp vào, đó là bromicin hoặc mucotop. Bromicin thì các anh chị tiêm cũng là tiêm bắp 1 ml cho khoảng 10-14 kg thể trọng. Còn mucotop thì các anh chị pha vào nước cho uống.
đối với cái bệnh mà ngày thứ nhất là chúng ta đã xảy ra như vậy rồi để chúng ta điều trị ngày thứ nhất, nếu mà không hiệu quả chúng ta chuyển sang ngày thứ hai, từ ngày thứ hai trở đi thì nó sẽ bị kế phát những cái bệnh khác, ví dụ như là sức đề kháng nó xuống, nó kéo theo bệnh thương hàn này, E. coli, bảo hợp, viêm da, bởi vì do xuất huyết ở da. Thì các anh chị có thể dùng một số loại các kháng sinh để điều trị cái bệnh này, ví dụ như là các anh chị các bác có thể dùng thêm đó là mặc bovichin 500 florosin hoặc sử dụng kem để chúng ta bôi lên da cho hoặc tắm liệu như vậy. Thì để mà phòng được cái bệnh tay chân này một cách hiệu quả thì chúng ta lên đầu tiên là chúng ta phải thường xuyên sát khuẩn chuồng trại, vệ sinh chuồng trại và sát khuẩn. Cụ thể là chúng ta dùng cái dung dịch iodine hoặc phormon chúng ta phun sát khuẩn. Cái thứ hai, khi mà các anh chị phát hiện ra những con heo, con lợn bị bệnh tai xanh thì các anh chị lên tách nó ra và chuyển nó sang một đàn khác. Đấy. Khi chúng ta tách đàn chuyển sang thì những cái con còn lại chúng ta sẽ điều trị nó sẽ hiệu quả hơn, chăm sóc tốt hơn đối với những con mà đã bị bệnh. Khi những con mà đã bị bệnh có triệu chứng về hô hấp thì chúng ta dùng một ngày đầu tiên chúng ta dùng tulavicin với liều là 1 ml cho khoảng 40 kg thể trọng chúng ta tiêm. Đấy. Và chúng ta lưu ý là cái vị trí tiêm là không được cách nhau quá 2 mm. Thì mỗi một vị trí tiêm chúng ta tiêm như vậy thì nó sẽ hiệu quả hơn. Cái thứ hai là khi mà nó bị ho thì chúng ta hãy dùng romethin. Và nếu mà các anh chị cho uống thì chúng ta sẽ dùng bucotop pha thức ăn. Trên đây là tất cả những cái gì mà tôi chia sẻ với anh chị. Hy vọng là tất cả các bà con nông dân và các anh chị mà chăn nuôi sẽ có một cái kinh nghiệm nào đó trong cái việc mà phòng bệnh tai xanh, giảm thiểu rủi ro cho cái kinh doanh của chúng ta, chăn nuôi của chúng ta đạt hiệu quả hơn. Một lần nữa chúc bà con có nhiều sức khỏe và chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video clip sau.